Rồi bây giờ cho bà nè. Cho bà nè. À, giỏi quá ha. Rồi à, cười đi. Cười. Cho là cái cười. Nè. À, cũng thương ha. Đó bà cố cưng lắm ha. Hi, xin chào cả nhà. À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hòa Thời Trang Và Cuộc Sống. À, thì như các bạn đã thấy những clip đầu ha, và đây là phần cuối của chuyến đi biển ngày hôm nay. À, và mình cũng nói lời chia tay trong chuyến du lịch này với lại cả nhà mình. À, chúc một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Và ngày hôm nay thì mình cũng xin sẵn đây chia tay với hai cháu ở Việt Kiều Anh là Vũ Hải, bởi vì ngày mai thì hai cháu sẽ lên đường về Anh Quốc rồi, cho nên mấy dì cũng xin chào tạm biệt hai cháu ở đây. Và rất vui và cảm ơn hai cháu đã tạo điều kiện cho mấy dì và các cháu ở đây một cái buổi sum vầy, một cái cuộc đi chơi rất là vui vẻ nha. Bây giờ thì dì xin tặng cái clip này để hai cháu về làm kỷ niệm. Để khi nào buồn buồn thì mình sẽ mở ra xem, thấy gia đình mình có những cuộc vui chơi như thế này thì sẽ đỡ nhớ nhà và nhớ gia đình hơn nha. Rồi bây giờ thì mời cả nhà hai cháu Vũ Hải và các bạn hãy cùng xem clip cuối này nha. Rồi thì bây giờ cả nhà mình sẽ cùng lên xe để mà đi về Sài Gòn. Và trên đường đi sẽ ghé một quán mì Thảy Hiệp Ký nằm trên con đường Ba Cu, thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Để mà ăn bữa trưa rồi sau đó mình về thẳng ở Sài Gòn luôn. Thì trên chuyến xe bận về thì cũng rất là vui. Thì có các cháu ở trên xe sẽ giúp vui cho cả nhà mình những bài hát karaoke để cho xem cho vui nhộn nha. Và thì trên chuyến đi về này thì gia đình mình sẽ phát cái giải nhất nhì ba bơi lội buổi sáng đó các bạn, để cho các cháu vui. Mời các bạn hãy cùng xem ha. Đây là cháu Vũ Việt Kiều nước Anh, là cháu rể rất là quý gia đình mình. Và bây giờ mình sẽ lên xe. Đây là anh chị ba của mình, ba má của cháu Hải, cùng đi trong chuyến này rất là vui. Nãy giờ em vô đi hả? Đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Ở đây mà nội đâu? Quỳnh Ký. Rồi cái con bò xe người ta chạy mất tiêu rồi, con bò con chó có món à, mì Quỳnh Thánh.
Ăn tự nhiên đi, ăn tự nhiên đi. Và xin mời cả nhà mình hãy cùng ăn thử cái món mì thảy này ở đây, nằm trên đường Ba Cu, quán mì Hiệp Ký nha. Mì sườn ăn ngon, đi đường xa mà mình ăn có cái gì có nước thì nó rất là khỏe. Rồi gia đình mình sau đó ăn xong rồi sẽ đi tiếp ha, thẳng về Sài Gòn luôn. Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lên xe mình đi về nha. Dạ, bây giờ mình sẽ trao cái giải mà bơi lội với lại cái giải kéo co ở trên xe luôn. Mời các bạn hãy quay qua xem trưởng đoàn, trưởng ban tổ chức sẽ trao giải cho những vận động viên hồi nãy đi bơi lội. Để sát vô. Bây giờ sau đây là ban tổ chức sẽ trao giải. Thì theo cơ cấu ban đầu là mình là sẽ có nhất nhì ba. Thì giải nhất trị giá là 500 ngàn. Giải nhì là giải nhất là đã nhận rồi, tại vì đi xe bên kia nên là Trần Quang Trương giải gì. Giải gì là 300 ngàn. Sau đây là mời giải ba Quỳnh Trung Hiếu. Wow. Dạ 200 ngàn. Cảm ơn các bạn viên. Kế tiếp là các bạn giải khuyến khích. Mời các bạn thứ tự lên nhận giải, mỗi giải 100 ngàn. Đâu lên kìa, khỏi tôi kêu. Lên. Giải khuyến khích. Tự động lên. Nguyễn Ý Duyên giải gì? Nguyễn Ý Duyên nhận giải 300 ngàn. Tiền hối nha. Hối lại 200. Cái số là trời có mày thôi. Hối tiền có sẵn tiền thối luôn. Giải ba là Quỳnh Kim Cúc. Dạ, đã nhận online rồi. Sau đây là mời đại diện một tập thể của đội nam mà kéo co dưới nước được giải nhất. Xin mời đại diện lên nhận. Hiếu rồi. Đại diện lên nhận giải kéo co 300 ngàn. Dạ, chia đều. Cảm ơn tổ đơn viên. Sau đây là giám cái này của con. Dạ, xong rồi. Cảm ơn tất cả các vận động viên nha. Hay quá, trời ơi. Cảm ơn.
Quay phim được clip rồi. Xin mời ca sĩ Kim Phụng lên giúp vui. Mấy mấy giờ về? Em thôn ca kìa, bà gì? Bây giờ tới màn giúp vui nha. Sao mày gì? Được đi, được cá xuống đi. Ai? Chị á, giá mày gì? Giá Việt Sài Gòn công nữ. Giá Việt Sài Gòn công nữ. Giá Việt Sài Gòn công nữ. Xong, sao sao không giả biệt Vũng Tàu? Giá Việt Sài Gòn. Vui chung cuộc hành trình phòng xưa chưa lần bước. Rồi xin mời đám cưới nha. Tông Nam. Tông Nam. Ok, thank you. Đám cưới nha. Đây là Shalala Trần sẽ trình bày bài đám cưới nha. Xin mời các anh chị nghe bài đám cưới nha. Để tôi hút được bao tiền. Shalala. Rồi quá, có lên gần không hay là đứng đây? Đứng đây là thấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và bây giờ chị xin đại diện cho các dì tạm biệt hai cháu Vũ Hải. Mấy dì không thể nào ra sân bay để đưa các cháu đi được. Và dì cũng cảm ơn hai cháu đã tạo điều kiện cho mấy dì một chuyến đi thật là vui. Chúc cho hai cháu đi đường được thuận lợi, bình an, gặp nhiều may mắn và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Và sẵn đây mình xin chào tạm biệt cả nhà đã xem video. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt. Bye bye.